chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 17 tháng 12, chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo tỉnh tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nông dân Kim Động chuẩn bị nông sản phục vụ thị trường Tết. Huyện Ân Thi sau 25 năm tái lập tỉnh. Liên tiếp phát hiện triệt phá nhiều vụ án trong 3 ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Quý vị và các bạn, chiều nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban chỉ đạo kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, tổ chức tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo kỷ niệm, các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng dự buổi tổng duyệt. Theo kịch bản, chương trình lễ kỷ niệm gồm hai phần: phần nghệ thuật chào mừng với các ca khúc ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ôn lại và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương Hưng Yên, của Đảng bộ tỉnh và quê hương Hưng Yên trên đường đổi mới. Phần lễ sẽ có những thước phim sống động về sự hình thành, xây dựng và phát triển của mảnh đất Hưng Yên, phố Hiến. Diễn văn lễ kỷ niệm đón nhận huân chương lao động hạng nhất, phát biểu cảm tưởng của các đại biểu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cơ bản nhất trí với kịch bản chương trình lễ kỷ niệm, đánh giá cao chương trình nghệ thuật chào mừng đã thể hiện được sự phát triển đổi thay của tỉnh theo dòng chảy của thời gian. Để chương trình buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ban tổ chức phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề an ninh, y tế, bộ phận kỹ thuật phải có thêm các phương án dự phòng với các tình huống xảy ra. Các phần trong buổi lễ cần cắt sửa gọn gàng hơn để đảm bảo thời gian, phần lời dẫn chương trình cần đảm bảo câu từ chặt chẽ, chính xác, không để xảy ra sơ suất. Không gian của buổi gặp gỡ trước sảnh hội trường cần được bố trí ấn tượng, thể hiện được những nét đặc trưng của mảnh đất và con người Hưng Yên. Buổi lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên diễn ra vào 8 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 19 tháng 12 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình, các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Hưng Yên TV Go, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên, gạch ngang HITV, fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7, trang web hungyentv.vn và Đài Phát thanh Truyền hình một số tỉnh thành phố. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Chiều qua ngày 16 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp thứ 2 bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021. Dự lễ bế giảng có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong thời gian học tập, gần 200 học viên là cán bộ tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã được các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 9 chuyên đề, cung cấp các nội dung kiến thức mới trên các lĩnh vực về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần nâng cao năng lực, nhận thức của học viên, đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu của chức danh lãnh đạo, quản lý, bảo đảm hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Kết thúc khóa học, các học viên đã viết bài thu hoạch bảo đảm chất lượng yêu cầu. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản yêu cầu trên cơ sở những nội dung thông tin, kiến thức mới cập nhật, các học viên tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu vận dụng và thực tiễn công việc một cách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, tích cực trao đổi chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm, kỹ năng mà mình có, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh trở thành khối thống nhất, đoàn kết, trách nhiệm, công tâm, thạo việc. Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.
Chiều 16 tháng 12 tại thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức trao giải hai cuộc thi Đảng trong cuộc sống của tôi dành cho cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân và cuộc thi Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống dành cho cán bộ phóng viên các cơ quan báo chí phát thanh cả nước. Sau hơn 6 tháng phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được hơn 10.000 bài dự thi của cán bộ đảng viên, chiến sĩ và nhân dân cả nước tham dự cuộc thi Đảng trong cuộc sống của tôi và hơn 1.000 tác phẩm báo phát thanh của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tham dự cuộc thi Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đạt một giải bạc ở thể loại chuyên đề với tác phẩm Hưng Yên dân giàu nhờ nghị quyết của nhà báo Đức Sĩ về chủ đề dồn thửa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất nông nghiệp và chuyển đổi cây trồng làm giàu của nông dân nhiều địa phương trong tỉnh Hưng Yên. Một giải khuyến khích với tác phẩm Ông Mai Mặt Bằng của nhà báo Hải Đăng viết về ông Lý Xuân Mai, bí thư chi bộ trưởng thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, có nhiều đóng góp về công tác giải phóng mặt bằng ở địa phương. Nhằm góp phần thành công vào sự kiện trọng đại kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, thành phố Hưng Yên đang huy động các lực lượng tăng cường công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang hoàng, khánh tiết để buổi lễ kỷ niệm được diễn ra trang trọng, ý nghĩa. Ngoài việc hoàn thiện thi công hai vòng xuyến, lát vỉa hè các trục đường trung tâm văn hóa thể thao và du lịch thành phố Hưng Yên đã tiến hành lắp đặt 1.500 hồng kỳ, 500 cờ đuôi cá, 400 pano vẫy, 90 băng rôn khẩu hiệu, hệ thống biểu tượng, pano tấm lớn và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, xe lưu động. Bên cạnh đó, gần 400 công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đã được huy động để thực hiện công tác vệ sinh môi trường, duy tu sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng, trồng mới nhiều loại hoa và trang trí trên 200 chậu hoa khu vực trung tâm diễn ra sự kiện. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị vẫn đang được gấp rút triển khai và sẽ hoàn thành trong ngày 18 tháng 12. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên vừa tổ chức hội thi xe tuyên truyền lưu động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Hội thi có sự tham gia của các đoàn xe tuyên truyền lưu động của 10 huyện, thành phố, thị xã. Các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo, sáng tạo trong cách trang trí nhưng vẫn đảm bảo an toàn giao thông và công tác phòng chống COVID-19. Nội dung bài phát thanh bám sát vào định hướng của ban tổ chức, có phần tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về những chặng đường vẻ vang của các thế hệ cha anh trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 60 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ổ dịch thôn Trai Trang, huyện Yên Mỹ cơ bản được kiểm soát với việc gỡ bỏ phong tỏa sau 23 ngày. Huyện Văn Lâm tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với 46 ca, tất cả đều trong khu cách ly thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh. Huyện Văn Giang ghi nhận 7 ca, hầu hết là các trường hợp đã được cách ly và một trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Lâm. Huyện Phù Cừ ghi nhận 3 ca từ Việt Nam và Hà Nội về đã được cách ly. Huyện Kim Động và Ân Thi cùng ghi nhận 1 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 2 ca là công nhân công ty Toto và Techcomen. Huyện Yên Mỹ vừa kết thúc và thu hẹp vùng cách ly tạm thời đối với thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ. Diện phong tỏa được thu hẹp chỉ còn một số hộ với trên 45 nhân khẩu. Như vậy sau 23 ngày kể từ ngày 24 tháng 11 đến nay, cơ bản ổ dịch ở thôn Trai Trang đã được khống chế. Đến nay toàn tỉnh còn trên 100 điểm phải phong tỏa, trong đó huyện Yên Mỹ vẫn còn gần 50 điểm. Dù gặp nhiều khó khăn và chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Văn Lâm năm 2021 vẫn đạt gần 8,7%. Đây là thông tin từ kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm khóa 20, kỳ họp thường lệ cuối năm vừa diễn ra. Ngoài tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của tỉnh, những điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Lâm năm 2021 là thu ngân sách đạt trên 2.700 tỷ đồng, vượt 34% dự toán kế hoạch được giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,09%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 98%. Đầu tư xây dựng 67 công trình trị giá 177 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2020. Giải phóng mặt bằng được trên 110 hectare, gấp 4,3 lần so với năm 2020. Năm 2021,
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Giang vẫn duy trì ở mức cao. Trong đó nổi bật là thu ngân sách ước gần 2.800 tỷ đồng, đạt gần 290% kế hoạch. Có hai xã là Bế Sở và Phụng Công đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, 9 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số lên 19 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay huyện đã hoàn thiện lập đề án công nhận đô thị Văn Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đô thị thuận lợi, đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho trên 3.500 hộ gia đình để thực hiện 4 dự án. Năm 2022, huyện Văn Giang phấn đấu tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, để mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trước nhu cầu sử dụng các mặt hàng như hoa quả, thực phẩm, các loại tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, nông dân huyện Kim Động đang khẩn trương chăm sóc hoa màu, chuẩn bị nông sản để kịp xuất bán ra thị trường. Gia đình chị Liên ở xã Ngọc Thanh có trên 10 mẫu trồng hoa với đa dạng các giống hoa từ bình dân đến cao cấp như cúc các loại, hoa dơn, hoa huệ, hoa ly, lan với tổng số hơn 40 vạn cây. Thời điểm này, gia đình chị phải thuê thêm từ 10 đến 15 lao động địa phương để kịp thực hiện các công đoạn chăm sóc từng giống hoa như tỉa cành, nhánh hoa, bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Tuy dịch bệnh khiến cho việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, song gia đình chị vẫn đảm bảo việc xuống giống và sản xuất vụ hoa Tết do tận dụng được nguồn khách hàng cũ đã ổn định. Do năm nay tình hình dịch Covid thì là gia đình chúng tôi cũng giảm lượng hoa trồng xuống so với năm ngoái là 10 đến 15%. Tuy nhiên thì cũng vẫn đáp ứng được đủ số hoa để đưa ra thị trường. Thời điểm này thì đã có những cái khách hàng ở trong tỉnh và ngoài tỉnh họ cũng đã đến đặt những cái đơn hàng vào cái dịp hoa Tết. Khác với hoa hay rau màu có thời gian chăm sóc ngắn ngày, đối với các hộ chăn nuôi gà ở xã Nghĩa Dân, ngay từ thời điểm tháng 8, tháng 9 âm lịch đã chủ động bố trí chuồng nuôi tăng đàn để gà kịp lớn và đảm bảo bán đúng dịp Tết. Hiện toàn xã có trên 200.000 con gà, trong đó 40% là gà thương phẩm. Để đạt chất lượng cũng như đảm bảo an toàn sinh học, người chăn nuôi chủ yếu nuôi vòng tròn khép kín, hạn chế tối đa tiếp xúc từ bên ngoài vào chuồng nuôi để tránh dịch bệnh. Nguồn hàng sẵn sàng, song thị trường bấp bênh do dịch bệnh, giá bán xuống thấp cũng khiến không ít người chăn nuôi lo lắng. Năm nay thì nó có một cái bất lợi là dịch bệnh nó đang lan tỏa rộng quá, cho nên là tất cả những cái thị trường là gần như đóng cửa. Giờ là chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn về cái đầu ra. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, đa dạng sản phẩm và kéo dài vụ thu hoạch. Nên vụ Tết năm nay, huyện Kim Động hứa hẹn xuất bán ra thị trường đa dạng các mặt hàng nông nghiệp. Điển hình là hoa Tết tại xã Chính Nghĩa, gà ở xã Nghĩa Dân, trứng vịt ở xã Phạm Ngũ Lão, cam bưởi ở xã Đồng Thanh, hay chuối tại các xã vùng bãi. Qua đó không những giúp đảm bảo nguồn hàng nông sản cuối năm mà còn giúp người dân nơi đây tăng thêm thu nhập, vươn lên làm giàu từ các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc trồng và chăm sóc nên vườn cam của ông Nguyễn Văn Tĩnh, thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ luôn đạt năng suất cao, chất lượng quả ngon. Dù chưa đến thời gian thu hoạch nhưng đã được thương lái đặt mua toàn bộ. Cam đường canh là loại cây đòi hỏi phải chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận, nên ông Tĩnh vừa trồng vừa học hỏi, cải tiến kỹ thuật để giảm bệnh hại và nâng cao năng suất. Trong đó, nổi bật nhất là sáng kiến nhân giống bằng cách ghép mắt lên cành chiết bưởi bolo, giúp cây lâu cỗi, ít nhiễm bệnh thối rễ, bệnh vàng lá cơn xanh và kéo dài chu kỳ khai thác hơn so với các vườn cam trồng từ giống cây ghép phổ biến hiện nay. Nhờ đó mà vườn cam của ông Tĩnh luôn đạt năng suất cao, chất lượng quả ngon. Năm nay 10 mẫu cam của gia đình ông dự kiến cho thu từ 50 đến 60 tấn quả. Dù chưa đến thời gian thu hoạch nhưng toàn bộ số cam đã được thương lái đặt mua với giá 35.000 đồng một kg. Trừ chi phí, ông Tĩnh thu lãi từ 500 đến 700 triệu đồng. Những năm gần đây, cà ra hay còn gọi là cua lông chủ yếu sống trong môi trường nước ngọt và nước lợ ở các khu vực cửa sông, trở thành loại đặc sản được khách hàng tiêu thụ mạnh. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phát, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ đã tìm cách đưa cà ra vào nuôi thương phẩm và nhân giống. Tháng 8 năm 2021, Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phát bắt đầu nuôi hơn 3.000 cà ra trên ao nuôi có diện tích hơn 2.000 m², được xử lý môi trường nước sạch, giống môi trường sống tự nhiên. Thức ăn chủ yếu
của cà ra là thực vật và thịt nhuyễn thể, tôm, cá tạp. Sau 3 tháng, trung bình mỗi con tăng được 1,5 lạng. Cà ra cái đều có trứng, khoảng tháng 3 năm sau sẽ cho thu hoạch con giống. Với đặc điểm thịt chắc, gạch ngon, là một loại cua đặc sản. Tuy nhiên cà ra rất khó nuôi vì kén môi trường sống. Việc nuôi thương phẩm và cho sinh sản thành công sẽ tạo nguồn cung cà ra ổn định quanh năm và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện mỗi kg cà ra thương phẩm đang có giá 350.000 đồng. Cà ra có trứng có giá lên tới 700.000 đồng một kg. Khi tái lập tỉnh, Ân Thi là một huyện nghèo của tỉnh, thường được ví với câu ca đường Ân Thi xe gì cũng hỏng. Thu nhập của người dân chủ yếu từ cây lúa. Song từ khi tái lập tỉnh đến nay, để thoát nghèo và phá thế độc canh cây lúa, Ân Thi luôn chú trọng đến phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quy hoạch các cụm công nghiệp. Năm 1996, Ân Thi tách ra từ huyện Kim Thi thành huyện Kim Động và Ân Thi, có xuất phát điểm thấp, hệ thống giao thông nhỏ hẹp, tỷ lệ bê tông hóa đường thôn xã là 45%. Xuất phát điểm là huyện thuần nông, sản xuất nông nghiệp manh mún, lạc hậu. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 4,1 triệu đồng trên năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện lên tới 6%, tỷ trọng sản xuất công nghiệp, xây dựng chỉ chiếm chưa đến 10%. Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, huyện Ân Thi đã cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản trên 1 hectare canh tác thời điểm này đạt hơn 200 triệu đồng. Toàn huyện có gần 500 trang trại gia trại, trong đó có trên 60 trang trại doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng trên năm. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng của huyện Ân Thi đến nay chiếm trên 60%. Huyện Ân Thi có hai lợi thế lớn, đó là nguồn nhân lực với khoảng 13 vạn dân và nằm trong khu vực trung tâm của tỉnh để phát triển công nghiệp, đô thị trong tương lai gần. Cùng với đó, hệ thống giao thông hiện đại kết nối với các vùng đô thị quan trọng khu vực phía Bắc tỉnh chạy qua địa bàn là lợi thế để huyện thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Hiện tại có một số khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào danh mục quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Sau 3 ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh liên tiếp phát hiện triệt phá 28 vụ vi phạm pháp luật về ma túy, môi trường, đánh bạc, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bắt giữ 3 đối tượng truy nã. Điển hình trong ngày đầu ra quân, công an huyện Kim Động đã triệt phá 1 chuyên án, 2 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 46 gam ma túy loại methamphetamine, 20,5 kg pháo hoa nổ. Công an huyện Khoai Châu đã triệt phá chuyên án buôn bán hàng cấm, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 17 kg pháo hoa nổ. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thiện Ngọc ở thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoai Châu đang có hoạt động sản xuất số lượng lớn nước giặt, nước rửa bát dán tem tiếng nước ngoài trên bao bì thể hiện sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp với đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra phát hiện 3,2 tấn bì mỡ lợn đã qua chế biến, bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc. Quá trình kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hàng hóa trên xe. Hiện lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đợt cao điểm với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết.